nạc vai xay là 150g. Các bạn lấy thịt nạc vai xay đó bỏ ra cái tô và mình chuẩn bị ướp gia vị thịt. Bây giờ chúng ta ướp gia vị vào trong thịt xay này, các bạn sẽ cho 3g muối, 1g tiêu và 2g bột ngọt, 10g hành băm theo đúng cái công thức ở trong bài. Trộn đều lên. Sau khi trộn đều lên, chúng ta sẽ cắt qua cái khoai tây, cà rốt với su su. Ba nguyên liệu này các bạn đều cắt khối vuông, cạnh là 2cm. Qua rô thì các bạn sẽ cắt khoanh, xéo khoảng 0,5cm. Cần tàu chúng ta sử dụng là 50g. Cần tàu thì các bạn cắt khúc 1cm nha. Riêng với khoai tây, sau khi cắt xong thì chúng ta ngâm vào trong một cái thau nước có pha một chút muối để nó không bị đen. Poirot đó chúng ta sẽ bỏ vô cái canh súp chứ không phải là xào. Các bạn sẽ cắt xéo khoảng chiều ngang là 0,5cm. Cái bên bếp còn dư, bây giờ chúng ta đặt nồi lên để nấu canh. Đầu tiên các bạn cho dầu vào và chúng ta phi khoảng 30g hành tỏi cho thơm. Xào thịt cho chín, sau đó chúng ta cho 1.5 lít nước vào và chúng ta nấu lửa nhỏ để cho nó ra nước ngọt. Chúng ta sẽ lần lượt cho cà rốt trước, rồi đến khoai tây và cuối cùng là su su. Các bạn ơi, canh á, thì khi các bạn cho hết vào rồi, các bạn nếm lại gia vị để mà nó nhạt. Chúng ta cho thêm khoảng nửa muỗng cà phê hạt nêm vào. Sau đó các bạn cho poirot vào, chúng ta nấu thêm 3 phút nữa cho poirot nó mềm. Poirot không có để cứng được đâu, bỏ vô 3 phút nữa. Sôi lên trở lại rồi các bạn cho cần vào và các bạn múc ra dĩa.